Phật tử nữa hỏi kính bạch thầy, gia đình con có một việc như sau, con xin thầy cho con biết vì sao và chúng con phải làm gì. Kính bạch thầy, năm 2016, anh trai chồng con thấy một con rắn có màu đỏ đứng ở xó bếp, rắn đứng ở xó bếp. Con rắn đứng ở xó bếp, kinh chứ. Con rắn có màu đỏ đứng ở xó bếp. Và con rắn có màu đỏ nó ở trong gì? Ở trong xó bếp, và bảo rắn đứng ở xó bếp. Nghe mà ghê cả người. Anh bắt đi bán được 5 triệu đồng. Được 500 nghìn. Mang đi bán được 500 nghìn đồng. Một tuần sau anh ra đường bị xe tông chết. Kinh chưa? Gặp con rắn nó đứng trong bếp rồi mà vẫn bắt nó để bán. 2 năm sau anh trai chồng nữa cãi nhau vì việc gì đó con không rõ, bị người mán đánh chết ở ngoài đường, lại bị đánh chết tiếp. Cách 2 năm sau nữa, chồng con đi lên trên đồi đục mìn lấy để bán và bị mìn nổ, chết. 2 năm một người. Con xin đa tạ công đức của Thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy giảng cho thì biết cái gì? Cái này là gọi là đã kết oán rồi, oan oan tương báo rồi, nguy hiểm lắm. Ngay tí nữa thôi, Phật tử này đi ra chùa viết một cái bài vị cho cái oan gia cháy chủ, viết cho cái vị thần rắn ấy. Con rắn này chứ không phải rắn vừa, không phải rắn bình thường đâu. Rắn thần. Rắn thần. Viết cái bài vị vào để ấy đi, để ngay chiều nay làm lễ để các sư rồi đại chúng rồi hồi hướng cho họ, để sám hối họ. Và cũng xin cái vị thần rắn này thôi, người trần mắt thịt, phàm phu tục tử, nó vì lòng tham nó thế đấy. Cho nên là thôi, các ngài cũng hoan hỷ bỏ qua cho. Thôi nể tình Phật, nể tình gì? Đệ tử của Đức Phật, nể tình chúng tôi, nể tình Đức Phật. Hai bên đều gì? Bỏ đi cái sự kiểu oán cho nhau. Rồi hôm nay thì ngay tí nữa Thầy bảo gia đình ra làm cái bài vị, để chư tôn đức tăng ni và đại chúng cũng nhất tâm hồi hướng cho ngài. Ngài cũng nương theo thần lực của chư Phật Bồ Tát để siêu thăng cảnh giới, có thêm thần lực, và đặc biệt là gì? Xả bỏ kiểu oán. Thôi, người ta lấy đi một mạng của ngài, ngài đã lấy đi gia đình người ta 3 mạng người rồi, nên chấm dứt lại ở đây. Không có oan oan tương báo, không biết bao giờ cho hết. Vì vậy mà bắt đầu từ hôm nay, cả hai bên cùng có duyên đến với Tam Bảo, đến với Pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở tại chùa Khai Nguyên này. Đây mà cái dân duyên thủ thắng nhiều đời nhiều kiếp. Theo Thầy thì nên cởi bỏ tất cả cái oán khí, oan khiên và cái sự thù hận từ đây, để cùng nhau tu tập hộ trì chính pháp. Và gia đình Phật tử này ngay nhớ ngay sau buổi giảng này ra ngoài cửa Tam Bảo nhờ các sư làm cho đích thân, tí nữa xuống dưới phòng thông tin, tí nữa xuống dưới phòng phòng ở ngoài cửa chùa có sư trực mày đấy. Phật tử nhớ nhé,
ra gặp sư nhé, không gặp Phật tử nhé, cái này Phật tử không làm được nhé. Ra gặp sư để sư sẽ viết cái bài vị, sư viết cái bài vị xong rước lên. Cái bài vị này là không để ở bên ban vong nhé, mà để ở lên trên cái ban giữa, ở bên cạnh của, ở dưới bên cạnh ngài Địa Tạng á, và bên cạnh cái di ảnh của cụ Giáp ấy, để lên trên đấy nhé. Bài vị, cái vị thần này là thần rắn thì không phải đơn giản, không phải như các vong linh bình thường. Vị để lên đấy cho thầy, để đấy cho thầy, để lên đấy, để riêng lên đấy. Đấy, Phật tử này nhớ nhé, nghe giảng chắc phải giảng xong, xong thời khóa giảng pháp thì ra làm luôn. Hay bây giờ nghe thầy trả lời xong mà cái ra làm luôn đi, xong vị này thì ra làm luôn. Ra làm luôn chứ không phải lễ thầy. Đi ra ngoài chùa làm luôn. Ra chùa làm luôn để cho cái bài vị, đặt cho pháp danh của vị thần rắn này. Xin vị thần này thì hôm nay thì nương vào thần lực Tam Bảo, nghe đã, đứng lại nghe đã. Đặt cho cái vị thần này thì là pháp danh là Diệu Âm. Chí Đức, đặt là Diệu Âm Chí Đức nhá. Đặt viết cái bài vị ra, viết cái bài vị nhớ là Diệu Âm Chí Đức. Các vị viết cho cái tên, hướng dẫn viết cho cái Diệu Âm Chí Đức. Vị thần này đặt cho pháp danh là Diệu Âm Chí Đức. Thôi, chúng ta trở về tiếp tục câu hỏi. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho gia đình con xin hỏi. Gia đình con mới bốc mộ cho mẹ con nhưng chưa kịp xây mộ thì chồng con lại mất, mới kịp chôn cất cũng chưa kịp xây. Chồng con đã đi hỏa táng rồi. Kính bạch thầy cho gia đình con xin hỏi bao giờ thì con xây cả hai mộ được A Di Đà Phật. Hỏa táng thì xây luôn được, xây luôn được. Về thì có thể nếu mà kịp thì đến xây tháng này được, không kịp thì sang đầu tháng, sang kịp sang đầu tháng xây được, sang kịp sang đầu tháng đến mùng 2 đầu tháng, hoặc là mùng 4 đầu, mùng 6 đầu tháng sau xây được, đến mùng 6. Kịp tháng này thì 27 này thì xây, mà không kịp thì mùng 6 thì xây, mùng 6 tháng 12 thì xây, kịp thì 27 này thì xây. Ở đấy là những cái câu hỏi mà các Phật tử này hỏi sáng ngày hôm nay. Thì tạm thời xin dừng phần trả lời câu hỏi này đây. Còn...